Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ có một video ngắn đánh giá phân tích chi tiết những thông tin, những lưu ý quan trọng về thị trường qua tuần giao dịch vừa rồi để từ đó giúp cho mọi người có thể hình dung được xu hướng tuần mới lên được một cái chiến lược đầu tư, một kế hoạch lựa chọn cổ phiếu hiệu quả sao cho mục đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt rủi ro. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây Mình nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video Hoặc là có những cái buổi live stream phân tích thị trường Và anh chị thấy video hữu ích đừng quên nhấn tặng cho em một cái nút like ở đây Có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì về cổ phiếu, về thị trường hoặc là góp ý về kênh Thì anh chị hãy comment bên dưới Bên cạnh cái việc được hỗ trợ giải đáp thì theo thuật toán của Youtube Những video có nhiều like, có nhiều comment sẽ được đề xuất tốt hơn Nên nếu như anh chị yêu quý thì có thể ủng hộ em bằng cách là nhấn like đăng ký kênh và để lại một cái comment trong phần mô tả video thì có thông tin liên hệ của em là một số điện thoại thì nếu như mọi người cần hỗ trợ mở tài khoản VIB hoặc đã có tài khoản rồi muốn chuyển ID về em tư vấn thì cứ liên hệ với em qua thông tin này để được nhận những khuyến nghị chi tiết nhất về điểm mua điểm bán những cái mã cổ phiếu tiềm năng hoặc là có thể trải nghiệm trước bằng cách tham gia vào cộng đồng này. Thì đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí nên em chia sẻ những thông tin về thị trường cũng như là hỗ trợ giải đáp các câu hỏi trong phiên để giúp cho anh chị mình có thể đưa ra được quyết định nó kịp thời hơn. Thì đây là nhóm hoàn toàn miễn phí nha. Anh chị chỉ cần nhấn vào đường link ở đây là được để tham gia giao lưu trao đổi với những nhà tư khác cũng như là nhận cái sự hỗ trợ khuyến nghị đến từ em. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại thị trường qua phiên ngày hôm nay một tí nè. Mình thấy là phần lớn thời gian giao dịch phiên cuối tuần này thì viên đắc nó khá là ảm đạm trước khi xuất hiện cái nhịp kéo cuối ngày. Đóng cửa chỉ số tăng được 5,75 điểm là khoảng 0,45% lên 1.273,96, cái mức gần cao nhất ngày. Và cái trạng thái rằng co trong phần lớn thời gian giao dịch phiên ngày hôm nay nó đã khiến cho thanh khoản thị trường mình vẫn ở cái ngưỡng thấp và sụt giảm so với những phiên trước đó khi mà giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt khoảng là 15.400 tỷ. Nhưng mà có một cái điểm cộng á, thì mọi người để ý nè, những cái nhịp điều chỉnh giảm trong phiên á đây ví dụ như phiên sáng khi mà thị trường mình nó có những cái sung lắc nó có những cái biến động á đây cái nhịp điều chỉnh phiên sáng này thì thanh khoản nó giữ ở mức thấp anh chị bắt đầu khi thị trường mình nó có những cái nhịp hồi phục lên trong phiên chiều phiên chiều thì thanh khoản nó mới gia tăng thì đây là một điểm rất tốt cho thị trường tại vì nếu như giảm mà vốn lớn hồi vốn to thì nó mới xấu còn hiện tại mình thấy là những cái nhịp điều chỉnh trong phiên thì lực bán không lớn trong khi những cái nhịp bật lên thì lực cầu nó có cái sự tham gia mạnh mẽ hơn nhóm cổ phiếu Vin 30 ngày hôm nay có cái vai trò nâng đỡ điểm số khá là tốt với một số tâm điểm đến từ Masan, đến từ VRE, đến từ BLX, đến từ GVR hay là ngân hàng như là CTG, BIDV à, còn lại các cái nhóm ngành á mặc dù thị trường mình nó hồi phục cuối giờ nhưng mà rất là phân hóa nha mình thấy tăng gần 6 điểm nhưng vẫn có 192 mã tăng, trong khi có đến là 212 mã giảm. Dòng tiền nó phân hóa giữa các nhóm ngành với nhau và giữa các cổ phiếu trong từng ngành luôn. Ví dụ mọi người nhìn nhỏ nhìn cái nhóm bất động sản này. Ngày hôm nay này thì vẫn có những cổ phiếu tăng như là HDG, như là TDC, như là NTL nhưng mà vẫn có nhiều cổ phiếu giảm như là NHA, DG, CO, BDR. Nó phân hóa rất mạnh kể cả chứng khoán, ngân hàng Đấy là một cái sự phân hóa, một cái bản chất mà chúng ta đã nhận xét rất là nhiều ở giai đoạn vừa rồi. Đấy, đó là tính chất của vùng phân hóa thôi. Nó không gọi là kéo đồng thuận được mà nó phân hóa từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác, từ nhóm ngành này sang nhóm ngành khác. Vẫn có một số mà cổ phiếu hôm nay giảm rất là mạnh, ví dụ như ABH giảm sàn nè, CMS rồi sb rồi NHA. Đấy, không phải là tất cả đều đồng loạt hồi phục đâu. Riêng cái nhóm thép á, thì nó có xuất hiện một cái nhịp bán ở trong phiên sáng. Ví dụ như Hà Phát ngày hôm nay có đánh thủng 25 nè lát nữa mình sẽ nói kỹ kỹ về dòng thép một tí nha Tại vì cái trạng thái ngày hôm nay của dòng thép á, Thì nếu như mọi người nào mà, mạ mà chị mà có xem video ngày hôm qua thì mình biết Nó không quá tệ đâu Tại vì cái việc mà dòng thép nó có những nhịp đánh thủng đáy Thì mình có nói với nhau á, nó là điều phải phải xảy ra thôi Vì hòa phát nó về sát 25 rồi thì không có lý gì mà nó không đánh thủng 25 để nó ép ra cái quan trọng là sau khi nó đánh thủng 25 thì cái vận động sau đó như thế nào để quyết định là cổ phiếu nó có cân bằng được hay không cũng như là cái mức độ tác động đến thị trường rồi đó là sơ bộ thị trường phiên ngày hôm nay về kỹ thuật nè Mình thấy là sáng ngày hôm nay Chỉ số nó có cái áp lực điều chỉnh Nó tiếp diễn cái đà bán trước đó Để quay về kiểm tra lại quanh cái ngưỡng 1260 Nhưng mà cái lực cầu quanh đây Đã giúp cho chỉ số bật lại Và tạo được một cái cây nến rút chân khá là đẹp Với cái vận động này Đầu tuần sau Chỉ số nó sẽ tiếp tục quay về Thử thách lại cái gap down Mở ra vào phiên ngày 4 tháng 9 này cái phiên mà chứng khoán thế giới giảm mạnh Rồi mình mở cửa cái phiên đầu tiên sau lễ Mình cũng giảm theo mình mở gắt đau á. Cái gắt đâu đó là quanh khoảng 1271 đến 1284 á. Thì sang tuần chúng ta sẽ quay về mình thử thách Mình kiểm tra lại cái gắt này một lần nữa Và nếu như chị nào có xem video tối ngày 4 tháng 9 á, Thì em có đề cập với mọi người một cái vấn đề á. Cái gắt này cần phải được lấp lại càng sớm càng tốt Tại vì nó cho thấy cái sức mạnh của cầu giá cao đây là cái vùng mà thể hiện cái sự thay đổi về mặt tâm lý. Nếu như giai đoạn trước lễ thì tâm lý thận trọng và có một cái sự kỳ vọng về việc thị trường bùng nổ sau lễ thì vừa mở cửa ra nó lại giảm, nó lại mở gác và cái gác này thể hiện cho cái sự bi quan tuyệt vọng, tức là cái sự thay đổi về mặt tâm lý. Nên nếu như nó nhanh chóng nó được lấp lại thì nó cũng cho thấy là cái nhịp giảm trước đó nó sẽ mang ý nghĩa là rũ bỏ. Để cái nhịp giảm ở hai ba phim vừa rồi nó sẽ mang ý nghĩa là rũ bỏ nhiều hơn là một cái nhịp tạo đỉnh. Còn trong trường hợp mà sau khi mình mở gác đau rồi mình lình xình lâu ở dưới vùng gác nè. Đây mình không lấp lại được cái gác, cứ chạm gác là bị bán. Mình lình xình lâu, mình tạo một cái vùng răng coi đi ngang dưới đây. Tức là có hiện tượng gì anh chị? Hiện tượng tạo điểm mua giá thấp. Thì khi đó sẽ dẫn đến rủi ro là cần một cái nhịp ép xuống mạnh hơn. Đó. Thì nói chung là cái vận động tuần sau mình sẽ theo dõi cái quá trình thị trường mình test lại gác, lấp lại gác. Nếu như lấp sớm thì sẽ tốt hơn. Còn trong trường hợp mà lình xình lâu thì nó sẽ rủi ro cái ngưỡng quanh 1255 đến 1260 thì cho đến phiên ngày hôm nay nó vẫn đang thể hiện tốt cái vai trò hỗ trợ của nó. để trong bản tin thị trường sáng ngày hôm nay em vẫn đề cập với mọi người để mỗi ngày thì em đều gửi bản tin rất là chi tiết cho anh chị trong nhóm cộng đồng và tất nhiên nhóm khách hàng thì sẽ có những cái điểm mua điểm bán nó cụ thể hơn đó là sự khác biệt nhưng mà ở nhóm cộng đồng thì mình vẫn nhận được những cái khuyến nghị rất là chi tiết em đánh giá này cái vùng qua 1.255 đến 1260 là một cái vùng hỗ trợ đủ tốt trong ngắn hạn để hấp thụ các nhịp sung lắc. Đấy, và nếu như tiệm cận về cái ngưỡng này mà volume nó sụt giảm thì sẽ là một cái tiền đề rất tốt để đất nhanh chóng quay về là kiểm tra cái vùng biên trên. Thì ngày hôm nay mọi người thấy không, thanh khoản thị trường mình nó khá là thấp. Đó là một cái điều kiện tốt nên những cái nhịp sung lắc trong phiên thì em vẫn nói với khách hàng này, thanh khoản ngày hôm nay kiệt lại một tín hiệu tốt cho các nhịp sung lắc thì hiện tại view của em qua điểm cá nhân của em là vẫn tiếp tục nắm hàng theo dõi kể cả nó xuất hiện những cái nhịp sung lắc đấy thì do cái áp lực cung nó không còn quá nhiều nên chỉ cần một cái lượng cầu nhỏ tham gia vào cũng giúp cho chỉ số nó bật lên rất là nhanh cái cung nó đã có sự tiết giảm lại về cái xu hướng lớn á <laughs> cái xu hướng lớn thị trường hiện tại thì anh chị hình dung đây viên đất của mình sau khi mình hồi phục mình tạo đáy ở cái vùng quanh một nghìn mình đi lên mình chạm cản ai cũng biết cái vùng 1280 đến 1300 là cảng mạnh đúng không? Điều này là ai cũng biết rồi, không cần phải nói lại. Tại vì đây là cái ngưỡng mà Vindex đã nỗ lực vượt rất nhiều lần trước đó thất bại. Thì khi mà nỗ lực vượt nhiều lần thất bại như vậy thì dẫn đến sẽ có cung đeo bán, sẽ có cung kẹp hàng và nó cần thời gian hấp thụ. Và quá trình chúng ta rằng câu anh đây chính là quá trình hấp thụ. Mình đang trong cái giai đoạn gì anh chị? Mình đang trong cái vùng rằng co để hấp thụ là cái vùng đỉnh. Đây mình đang ở đây này sau khi mình tạo đáy qua 118x thì mình đang rằng co để mình hấp thụ đỉnh Thì giai đoạn rằng co nó có tăng, nó có chỉnh là cực kỳ bình thường Ở một cái vùng quay đi ngang thì tăng giảm, tăng giảm nó đang xen lẫn nhau Đấy, nên ở vùng này có xuất hiện những trạng thái điều chỉnh thì đối với em nó cũng sẽ không có yếu tố quá tiêu cực nếu như không bị dao động volume lớn Cái vấn đề quan trọng mà mình cần quan tâm kế tiếp sau khi viên đắt bật lại là sau khi mà mình bật lại mình quay về mình test đỉnh á Thì cái vấn đề quan trọng cần quan tâm là gì? là chỉ số. Nó sẽ vượt 1280 1 1300 để nó bước vào một cái nhịp tăng mới hay là nó vẫn chỉ nằm trong cái biên độ sideways thôi. Đây là vấn đề mà các nhà tư cũng đang thắc mắc cũng đang bâng khuân. Bây giờ thì về đỉnh rồi đấy, nhưng mà về đỉnh rồi thì làm sao nữa? Là sẽ tiếp tục sideways hay là mình vượt đỉnh, mình tạo ra một cái sóng mới. Đây là cái vấn đề chúng ta đang bâng khuân. Thì nó sẽ có một số cái điều kiện chính để kỳ vọng thị trường mình có thể bứt phá tạo sóng có thể đi xa đi mạnh hơn có thể là một nghìn ba hoặc nghìn bốn thì nó sẽ có một số điều kiện thứ nhất là phải xuất hiện cái nhóm ngành dẫn dắt bất kỳ một cái con sóng tăng nào thì phải có ít nhất một nhóm ngành dẫn dắt nha chị thì nhóm ngành dẫn dắt nó có đặc điểm gì thứ nhất quy mô vốn há của nó phải đủ lớn thì mình có top những cái nhóm ngành nào là nhóm mà có quy mô vốn há lớn chị có ngân hàng chứng khoán, thép, bất động sản hoặc nhỏ hơn một tí mình có bán lẻ, mình có dầu khí. Thì đây là những cái nhóm mà có cái quy mô vốn hóa đủ lớn để có thể trở thành một nhóm ngành dẫn dắt. Chứ còn ví dụ như thủy sản thì mọi người không thể nói là thủy sản dẫn sóng được, không thể nói là đầu tư công dẫn sóng hay là không thể nói là nhóm cảng biển dẫn sóng được, tại vì vốn hóa của nó không đủ. Đấy. Thứ nhất là quy mô vốn hóa lớn và thứ hai là nó có cái độ đồng thuận trong dòng với form hướng lên có thể là nó đã có một vùng tích lũy, có thể nói là đang là một cái xu hướng tăng, nó phải là một cái form hướng lên, còn quy mô vốn hát của nó đủ nhưng mà các cổ phiếu nó đang rơi, nó đang cấm đầu thì nó cũng chẳng có lý do gì để trở thành một nhóm ngành dẫn sóng cả. đó, đầu tiên thì phải có nhóm ngành dẫn dắt. thì hiện tại trong các cái nhóm lớn mà em vừa đề cập á, thì các cái nhóm mà được kỳ vọng á, thì mình có ai? mình có ngân hàng, mình có chứng khoán là hai nhóm mà gọi là có cái form có thể kỳ vọng được. Hoặc là nhỏ hơn một tí thì mình có bán lẻ Đây bán lẻ Còn tất nhiên thép thì quá biết rồi chị Thép đang ở đấy mà Thép đang ở đấy mà làm sao mà dẫn dắt được Còn nhóm bất động sản mặc dù đạm vừa rồi Nó có cái sự tiến triển hơn Nó có cái sự phục hồi tốt hơn Nhưng mà người nhìn đi như DG Đấy như kỳ vọng của chúng ta Thì nhóm bất động sản Xu hướng nó là xu hướng giảm Xu hướng bất động sản là xu hướng giảm Và đây là nhịp hồi phục trong xu hướng giảm Chứ mọi người không thể kỳ vọng là nó sẽ tạo sóng đi lên mạnh được nó có muốn tạo sống á, thì ở giai đoạn này sau khi nó hồi phục xong nó sẽ có cái vùng tái tích lũy nó tạo cái đà nó có nguyên nhân thì nó mới có kết quả được anh chị để nên bất động sản thì không có kỳ vọng là nhóm dẫn sống được nó vẫn sẽ có những cái nhịp hồi riêng của nó thôi nhóm dầu khí thì nhìn chặt thế này thì làm sao mà dẫn sống được anh chị Đấy làm sao mà dẫn sống được đấy khó nên bây giờ mà nhóm kỳ vọng cho thị trường mình á, thì nó là nhóm ngân hàng hoặc là chứng khoán hoặc là nhỏ hơn một tí thì có bán lẻ đó thì mình sẽ theo dõi cái vận động của các nhóm này Yếu tố thứ hai là phải không có cái nhóm lớn nó thủng đáy. Anh chị hình dung khi mà thị trường mình nó lên á, mà có một cái nhóm lớn, ví dụ như là ngân hàng, chứng khoán, hoặc thép, hoặc bất động sản mà nó thủng đáy á, thì không thể đi xa được. Nó xoay quay là đẹp rồi. Giống như cái đạn trước mình có nỗ lực vượt đỉnh này, nhưng mà lúc đó nhóm bất động sản thủng đáy thì thị trường mình nó vẫn sẽ rơi tiếp ở đạn sau thôi. Nên bên cạnh có nhóm ngành dẫn dắt thì yếu tố thứ hai không có nhóm lớn thủng đáy thì hiện tại nhóm thép là cái nhóm mà chúng ta đang cần phải theo dõi kỹ Tại vì ví dụ như Hà Phát nó đang mấp mé ở vùng đáy Ngày hôm nay nó quét thùng đáy nó bật lại Nhưng bản chất hỏi nó ổn ngay chưa Thì rõ ràng nó chưa có ổn ngay được đâu Để hoa sen nam kim Đấy thì nhóm thép là cái nhóm mình cần theo dõi kỹ Xem thử là đợt này nó có thủng đáy hay không Nếu như mình thấy là nhóm thép thủng đáy Thì dù thị trường mình nó có về sát 1.280-1.300 Thì nó cũng sẽ rất khó để vượt Mà chủ yếu là nó vẫn sẽ xe quay thôi Yếu tố cuối cùng với những cái nhịp hấp thụ cung anh chị nhớ cho em thị trường mình á để đi lên trong một cái sóng tăng á thì không phải là nó kiểu mà màu hồng chỉ có tăng có tăng chỉ có những cái phiên tăng đâu nhưng mà trong quá trình đi lên của nó thì nó vẫn sẽ có những cái gập ghềnh những cái nhịp điều chỉnh nè hoặc là những cái nhịp rằng co đi ngang để nó hấp thụ cung Êt, tại vì tiền đâu mà kéo mãi anh chị không có tiền nào mà kéo mãi cả trừ những cái cổ phiếu lái những cái cổ phiếu đầu cơ ra thôi còn bình thường một cái cổ phiếu nó, đi, nó sẽ đi theo quy luật cung cầu tức là phải sau khi nó tăng lên nó có độ dốc thì nó vẫn sẽ cần có những nhịp chuẩn lại để nó hấp thụ thì với những cái nhịp để hấp thụ cung chú ý cho em dù nó đi ngang hay nó điều chỉnh thì volume phải ở mức thấp hoặc là ở cái mức giảm xuống cho thấy là áp lực cung không quá nhiều thì nó mới lên được còn trong quá trình đi lên mà xuất hiện những cái phiên dao động bán quá lớn với thanh khoản đột biến thì đó chính là những nhịp phân phối và khi đã phân phối thì làm sao mà có thể là tạo sóng được mạnh nữa đúng không đó, nên ba cái điều kiện quan trọng Tất nhiên nó vẫn sẽ còn một số yếu tố nhỏ khác Nhưng mà đây là ba điều kiện quan trọng nhất Để thị trường mình có thể là vượt đỉnh và đi xa ở đạn sau Thì nhớ cho em, có nhóm dẫn dắt Không được có nhóm lớn thủng đáy Và trong những cái nhịp điều chỉnh, trong những cái nhịp xung lắc để hấp thụ Thì volume không được ở ngưỡng đột biến, không được có giao động bán lớn đó là ba điều mà anh chị sẽ cần quan tâm ở thị trường giai đoạn kế tiếp. Tất nhiên là không thể nó vượt ngay được đâu. Không phải là sau phiên ngày hôm nay thị trường mình sẽ vượt mình bay đi lên luôn đâu Anh chị hình dung á Trước khi mà chúng ta bước vào một cái sóng tăng Kể cả đối với cổ phiếu hay thị trường chung á Thì thường nó phải có vùng gì anh chị Nó phải có vùng tích lũy Nó phải có cái vùng tích lũy để nó tạo cái đà Và ở cái vùng rằng co này á Tâm lý của nhà tư thường sẽ rất là ảm đạm Rất là chán nản Thường là như vậy anh chị, anh chị để đi Trước khi mà có cái sóng tăng ví dụ ở đây đi mặc dù là có bùng nổ theo đà luôn nha nhưng mà trước khi nó tăng á, thì nó vẫn có những cái dao động lên xuống thậm chí là có những cái phiên mà khiến cho tâm lý nhà tư họ bi quan họ bi quan Để trước khi bước vào sóng thì có những vùng rằng co rất là khó chịu anh chị đây trước khi bước vào cái sóng thì nó có những cái vùng rằng co cực kỳ khó chịu biên hẹp rồi cổ phiếu thì ảm đạm Đấy, nó sẽ khiến cho tâm lý của nhà tư họ bị chán nản họ không còn kỳ vọng quá nhiều vào thị trường á, thì nó mới dễ lên Thế họ không thường những cái đoạn mà nhà tư không nghĩ thị trường lên thì nó mới lên được. Nó hay như vậy đấy. Vì tạo lập để muốn kéo lên thì làm gì anh chị? Thì họ phải kiểm tra cung. Họ phải kiểm tra khi nào mà nhà tư cá nhân không còn tâm lý muốn bán nữa. Bắt đầu cái lượng cung nó đã được rủ ra hết trong những giai đoạn chán nản. Vì họ không còn kỳ vọng nhiều về thị trường thì họ sẽ làm gì? Họ mang hàng ra họ bán. Khi họ bán rồi thì đoạn sau đâu còn hàng để bán nữa đâu. Thì nó mới dễ đi lên nên thường trước khi bước vào một cái sóng tăng á, thì nó sẽ có một cái vùng rất là ảm đạm rất là ảm đạm rất là chán nản nhà tư họ không còn kỳ vọng quá nhiều vào thị trường nếu ví dụ như sau phiên ngày hôm nay tuần sau tuần sau nữa nó rằng con nó ảm đạm là một điều rất bình thường nó là một cái trạng thái để tạo đà anh chị và thường mọi người để ý đi những cái cổ phiếu mạnh những cái nhóm ngành mạnh á, trước khi nó vào sóng á, thì nó sẽ thường tạo cái form ở trong giai đoạn thị trường mình nó tạo cái vận động này này trong giai đoạn thị trường mình nó rằng co khó chịu thì bắt đầu các cái cổ phiếu đó nó tạo cái form nó tạo cái vùng để đi lên và khi mà mình thấy thị trường bùng nổ rồi thì thường các cổ phiếu đó là đi được một cái đoạn xa rồi đó nên ở những cái vùng này nhà đầu tư cần có cái sự kiên nhẫn ở những cái vùng rằng co cần kiên nhẫn cho em chỉ cần mà nó không có cái dao động bán lớn á, thì mình vẫn có cơ hội mình kỳ vọng được những cái cổ phiếu mạnh những cái nhóm dẫn sóng thường nó sẽ xuất hiện ở giai đoạn tích lũy này nè chị giai là tích lũy này này đó nên chú ý cho em Vào động của thị trường mình đơn giản như vậy thôi mình vẫn đang ở vùng răng có hấp thụ sau phiên ngày hôm nay mình sẽ nỗ lực quay về test đỉnh à, và yếu tố kỳ vọng về thị trường mình tạo sóng là gì là có nhóm dẫn dắt nhóm lớn không được thủng đáy và yếu tố thứ ba là ở trong những cái nhịp xung lát không được xuất hiện dao động bán lớn volume càng thấp thì càng tốt để những cái đạn mà tích lũy trước khi vào sóng thì nó sẽ rất là chán nản và thường đi kèm với volume thấp thì đó là một trong những cái tín hiệu tốt cho thị trường ha rồi như vậy thôi À, anh chị nào còn băn khuân khác về thị trường hoặc là có quan điểm khác với em thì mình có thể comment bên dưới để trao đổi ý kiến nha hoặc là có thể tham gia vào nhóm cộng đồng để giao lưu à, bằng cách là nhấn vào cái đường link này anh chị đang xem video thì nhớ tặng cho em một like đăng ký kênh và subscribe kênh nha và ở cái vùng này anh chị ở cái vùng mà rằng có á, thì các cái mã cổ phiếu nó sẽ có một cái sự phân hóa cực kỳ lớn ví dụ như phiên ngày hôm nay đâu phải cổ phiếu nào cũng hồi đâu đâu phải cổ phiếu nào cũng tăng đâu vẫn có những cái cổ phiếu nó chịu áp lực bán tương đối lớn nên giai, giai đoạn mà rằng co phân hóa Các cổ phiếu nó phân hóa Nó phân lớp với nhau á Thì mình sẽ hành động dựa theo cổ phiếu nữa Chứ không thể là mà phán chung chung được Không thể kêu là thị trường về bao nhiêu đó thì mua Thị trường lên bao nhiêu đó thì bán được Không có được Tại vì đôi khi thị trường về 1280 ít Chưa chắc cổ phiếu của anh chị tăng Thị trường về là 1260 ít Chưa chắc cổ phiếu anh chị giảm Em ví dụ nha con HCM Có HCM này những cái phiên vừa rồi thị trường mình điều chỉnh Ví dụ thấp mốc thấp nhất ngày hôm nay chạm về là quanh 1262 HCM có chỉnh không anh chị? Không chỉnh Hoàn toàn không chỉnh, nó vẫn giữ được giá trên 29 Đó, nên cái sự phân hoa rất lớn Mình phải dựa vào cổ phiếu mà Mình đưa ra chiến lược chứ không có chung chung Và ở cái vùng rằng coi Tăng giảm đang xen thì chú ý cho em một cái vấn đề Là không mua đuổi bán đuổi không nên mua đuổi bán đuổi ở cái vùng tăng giảm đang xen không nên đánh giá cổ phiếu theo từng phiên thấy nó giảm thì kêu nó yếu thấy nó xanh thì kêu nó mạnh không có đánh giá như vậy được mà mình hãy nhìn cái form của nó cái xu hướng của nó để đánh giá cổ phiếu ở những đoạn này thì phải nhìn cái xu hướng nhìn xem cái form của nó như thế nào chứ đừng có thấy là phiên giảm thì chơi nó yếu phiên tăng thì chơi nó mạnh đu qua đu lại rốt cuộc cũng có ăn được gì đâu đó rồi thì em vẫn giữ quan điểm nè mọi người đọc lại bản tin thị trường giúp em cái nhóm cổ phiếu mình ưu tiên là nhóm nào là cái nhóm mà có cái form giữ nền giá. Thị trường mình biến động, thị trường mình rung lắc gì đó mà các cổ phiếu này nó vẫn giữ giá được, kèm theo yếu tố là kịp volume, tức là thanh khoản ở mức thấp đấy. Hoặc là cổ phiếu có trạng thái chỉnh chéo volume thấp. Thì đây là cái nhóm ngành mà mình sẽ ưu tiên. Đó. Còn các cái mã cổ phiếu mà nó có cái dao động bán lớn, có thể nó chưa gãy nha, nó chưa gãy, nhưng mà mọi người thấy là nó có một cái dao động bán rất lớn với volume cao trong khi thị trường mình để ý là ở cái nhịp vừa rồi thanh khoản nó chỉ dự ở cái ngưỡng quanh dưới trung bình thôi mà các cái cổ phiếu nó xuất hiện những cái phiên bán thanh khoản đột biến thì đây là những cái mã cổ phiếu sẽ ưu tiên cơ cấu ngắn hạn tại vì sao tại vì khi mà cổ phiếu nó có volume bán lớn á thì cũng không chắc nó gãy ngay nhưng mà thường nó sẽ có xu hướng là tích lũy lại lâu hoặc nó sẽ còn những cái nhịp rũ xuống em ví dụ nha em ví dụ như đoạn vừa rồi mình có ai mình có dg xuất hiện một cái phiên giao động bán rất lớn vào ngày 28 tháng 8 mình cũng chẳng quan tâm là thông tin gì mình chỉ cần quan tâm là mình thấy là à cung cầu tự thấy tự nhiên thấy là có một cái dao động bán rất lớn đi kèm một phiên thanh khoản bùng nổ này thậm chí cái phiên thanh khoản này nó còn cao hơn những cái phiên tăng trước đó thì mình biết là à những cái mã cổ phiếu này thì trong ngắn hạn mình nên tránh hoặc là mình nên cơ cấu tại vì một là nó sẽ chỉnh xuống tiếp ví dụ con DG là nó chỉnh xuống tiếp còn trường hợp thứ hai là nó sẽ tích lũy lại lâu trường hợp của Binji nó xuất hiện cái cây bán ngày 26 tháng 8 này một cái bán với dao động thanh khoản rất là lớn mọi người hỏi em là BNG có tin gì không mà bán như vậy em cũng chẳng quan tâm em chỉ cần biết là BNG nó vừa nổ lên mà tự nhiên nó xuất hiện một cái phiên bán tháo tất nhiên là để nó mà BNG nó gãy ngay thì khó tại vì trước đó nó cũng có cái vùng tích lũy đủ dài thì cái nền giá quanh tầm 96 98 nó vẫn sẽ đủ sức hấp thụ giúp cho cổ phiếu không rơi nhưng mà nó sẽ cần thời gian tích lũy lại lâu dạng này nó sẽ cần thời gian cân bằng nó sẽ cần thời gian tích lũy lại lâu nên đối với cái form cổ phiếu mà nó có dao động bán lớn thì mình sẽ ưu tiên cơ cấu ngắn hạn Hoặc là mình chờ cái vùng cân bằng sau đó thôi Chứ không có vội được Thường nó sẽ có nhịp rũ hay là sẽ mất nhiều thời gian hơn Và mình ưu tiên những cái mã cổ phiếu nó có form giữ giá, nó kịp thanh khoản Hoặc là nó chỉnh chéo với volume thấp rồi chúng ta sẽ cùng đi qua một số nhóm ngành chính để mình sẽ có cái câu trả lời những cái cổ phiếu nào ưu tiên đặt này và những cái cổ phiếu nào sẽ nên tránh À, và tất nhiên thời lượng video có hạn sẽ không thể nào đề cập được tất cả cổ phiếu trên thị trường Nên chị bân khuân về cổ phiếu nào thì cứ comment bên dưới em hỗ trợ cho Đầu tiên mình sẽ nói về nhóm chứng khoán nha Một cái nhóm mà nằm trong à, kỳ vọng là có thể dẫn dắt thị trường ở đoạn sau Thì phải nói đầu tiên là con mạnh nhất, con HCM HCM là cổ phiếu mạnh nhất dòng chứng khoán ở giai đoạn này Khi mà nó có một cái biên độ hồi phục tương đối ở cái đợt thị trường tạo đáy Và nó đã về sát vùng đỉnh Điểm quan trọng là khi nó về đỉnh nó không có gặp áp lực chốt lời quá mạnh. Đặc, đặc, đặc biệt là mình thấy hai cái phiên ngày 25, 26, 23, 26 tháng 8 nè, thanh khoản rất là lớn nhưng mà nó vẫn giữ giá cao, cho ai muốn chốt lời thì chốt. Cho thấy là cầu giá cao của cổ phiếu này nó đang khá là tốt. Thì chú ý cho em, nó đang có hiện tượng tích lũy lại quanh đỉnh. Nó không có giống như đợt này, nó không có giống như đợt này là vừa chạm đỉnh là bị xả hàng. Đợt này vừa chạm đỉnh bị chốt ngược kèm theo phiên bán dao động lớn nè. Chốt ngược nè, dao động lớn nè thì nó rơi còn hiện tại ở giai đoạn này nó đang giữ giá Nó đang giữ giá anh chị Và nếu như HCM nó bắt đầu đầu tuần sau Thanh khoản nó kiệt lại Có thể nó chưa tăng ngay đâu Nhưng mà nó bắt đầu nó kiệt thanh khoản lại Thì đó là một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu có thể sẽ nổ tiếp một nhịp nữa Và thậm chí nó sẽ bước vào sóng luôn cái đợt tăng vừa rồi chỉ là nhịp hồi thôi nha Đợt tăng vừa rồi mặc dù là nếu như tính từ đáy đi lên á Thì nó tăng được khoảng tầm 24% Nhưng mà không phải là sống Sống là khi nó có thể vượt đỉnh và nó bước vào một cái nhịp tăng có biên độ khoảng tầm 23%. Đây. Đấy thì ví dụ đối với trường hợp HCM thì nó đang tích lũy kịp ở nó đang tích lũy quanh vùng đỉnh và nếu như nó kịp thanh khoản lại và nó kịp thanh khoản lại thì khả năng nó sẽ nổ lên tiếp một nhịp nữa và đi xa. Thì hiện tại đây là cái mã cổ phiếu chứng khoán mà em vẫn cho nhóm khách hàng của em nắm giữ. Mã cổ phiếu này thì em mua được ở những vùng giá rất là tốt nha. Đây, em mua được những vùng giá rất là tốt. Đầu tiên thì em mua ở vùng giá 25 ở giai đoạn giữa tháng 8, quanh 25. Và tiếp theo sau đó thì em cho gia tăng ở vùng giá 27 đến 27.5. Thì đợt vừa rồi em nói là ai muốn chốt thì mình chốt 30% cho em ở vùng giá 30 Cái phiên ngày 26 tháng 8 á Hôm nay em nói là ai muốn chốt thì chốt trước cho em chỉ 30% HCM ở vùng giá 30 để bỏ túi Còn đây là một cái mã cổ phiếu có form rất là mạnh Nên mình hoàn toàn có thể ưu tiên nắm giữ và qua đợt điều chỉnh luôn thì với trạng thái của HCM cho đến phiên ngày hôm nay Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ Còn ai mà muốn mua HCM Chưa có hàng Mua sau á, thì thực ra vẫn có thể mua được Trong điều kiện là mình thấy là ở tuần sau Bắt đầu thanh khoản nó kiệt xuống Nó giữ được giá trên tầm 29 Và thanh khoản nó kiệt xuống Nó thấp dần Thì mình hoàn toàn có thể lấy một vị thế được Tất nhiên thì mình sẽ không thể nào mua được tỷ trọng cao Như những anh chị mua ở dưới Quy tắc là mua từ dưới mua lên chứ không phải là mua tỷ trọng cao nha ở trên nha đấy thì nếu như ai mua theo khuyến nghị của em trước đó rồi tại vì con này em cũng có khuyến nghị trên video luôn ai mua theo rồi thì cứ yên tâm nắm giữ đó cho em vì mình đang kỳ vọng là nó sẽ bước vào một cái đà tăng mạnh sau đợt này còn ai chưa mua thì thật ra vẫn có thể mua được nếu nó có tín hiệu kịp vô đầu tuần sau nhưng mà chỉ mua được ở tỷ trọng nhỏ dưới 50% thôi còn vùng này không mua cao được ngay đỉnh rồi mua cao sao mà mua được anh chị khó Uh, HCM rồi đến SSI SSI thì em vẫn nói với mọi người là cái gác quanh 32.533 là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh Trước đó là kháng cự một cái vùng mà gọi là quyết định là con SSI có thể tạo đáy hay không Một khi nó lấp lại được cái gác này nó sẽ tạo đáy anh chị nhớ không Các video trước đó em đã đề cập rồi Thì hôm nay HACS SSI khi mà chạm về mức giá 32.8 đã bật lại Gần nhất thì SSI sẽ nỗ lực quay về test lại cái vùng trên này là vùng giá tầm 34535 và nếu như SSI vượt được ngưỡng này thì nó sẽ tiến về cái mốc tiếp theo là quanh mức giá tầm 37. Thì con này em nói rồi, ai muốn mua thì có thể mua khi nó test về là quanh 32 năm 33. Có giá mua nhé. Có giá mua vì nó là cái dạng chỉnh chéo. Nó là dạng này nè anh chị. Đây nó là dạng này nè. Chỉnh chéo với volume thấp. Đấy. Một là giữ giá kịp vol, tức là HCM nếu tuần sau giữ giá kịp vol, hoặc là chỉnh chéo volume thấp thì con này trong trường hợp chỉnh chéo volume thấp đó thì em có phân tích volume những cái phim vừa rồi của SI không có xấu nên trước mắt thì kỳ vọng nó sẽ quay về nó test lại quanh tầm 34 năm 35 và nếu như nhịp này xung lực mạnh thì nó sẽ tiếp diễn nó về lại được vùng giá tầm 36x37 thì dạng đợt này thì SI nó đã mạnh hơn so với những đợt trước rồi nha à, rồi à, đến VCI cũng là một cái cổ phiếu chứng khoán lớn VCI thì em không ưu tiên ở đợt vừa rồi vì sao vì nó có xuất hiện cái phiên giai đoạn bán lớn ngày 29 tháng 8 nhớ em nói không sau khi VCI xuất hiện cái nhịp này mặc dù là nó chỉnh về 46 là cái điểm mình kỳ vọng trước đó nhưng mình không có mua tại vì dao động của nó hơi lớn và với trạng thái này nè một là nó sẽ chỉnh tiếp về tầm giá 43 phiên ngày hôm qua là một phiên bị bán thanh khoản khá là cao của con VCI nên nó là khả năng nó sẽ chỉnh tiếp về 43 anh chị nhớ không còn không thì nó sẽ có cái vùng cân bằng tá tích lũy trở lại quanh đây thì chú ý vận động ở đầu sau ngày hôm nay thì có thể xem như là một phiên test cung của con VCI thì nếu như sang tuần nó tiếp diễn nó về được trên 46 á, thì nhiều khả năng sẽ tích lũy lại tích lũy lại quanh 4647 để chờ đầu tăng mới còn trường hợp mà sau phiên ngày hôm nay mà lại tiếp tục quay về lại giá tầm 44x á, thì vẫn theo kịch bản là sẽ cần một nhịp chỉnh về lại quanh tầm mức giá 43x nha nên dạng như con VCI thì em chưa có vội ở đợt này em chưa có vội ở giai đoạn này viên đi thì nó là form gãy nó là form đau uh, down xu hướng nó là xu hướng down giảm thì nó sẽ là cái trường hợp nào không chị nó sẽ là trường hợp các cái mã cổ phiếu gãy sâu thì nó sẽ có xu hướng hồ ngắn hạn thì dạng này chỉ đánh t cộng thôi chưa kỳ vọng lớn chỉ đánh t cộng nếu như mà nó còn dư địa tốt về cả ngắn và không mua khi cổ phiếu sát cản thì khi mình mở cổ phiếu ra mình phải xác định là nó ở cái dạng nào thì đối với con viên đi nó là dạng gãy dạng đau thì mình chỉ kỳ vọng là gì kỳ vọng về t cộng thôi và chuối chen nếu mọi người muốn tham gia con viên đi á thì khi nào nó lấp lại gáp này thì chơi nó có cái gáp đa quanh tầm à, mức giá 15.5 năm này nếu như con viên đi nó lấp lại gáp đa này thì chứng tỏ là nó đã phủ nhận khi đợt bán vừa rồi thì khi đó có thể kỳ vọng nó sẽ hồi được về tầm giá quanh 16.5 thì mình sẽ cân nhắc nói chung là con này em không ưu tiên nha em không khuyến nghị mua đâu À, trừ trường hợp một số anh chị có thể là kẹp hàng mà muốn trade á, thì mình có thể cân nhắc chứ còn tất nhiên mua thì mình vẫn ưu tiên trường hợp ví dụ như là những con ở trên hơn con này thì không có ưu tiên lắm nhưng mà em vẫn phân tích cái hướng của nó cho mọi người theo dõi còn nếu như nó lình xình lâu dưới cái gáp này á, thì nhiều khả năng nó sẽ cần test lại đáy một lần nữa nên khi nào lấp gáp thì cân nhắc ha SSS cũng là đau cũng là đau thôi à, vùng này thì rủi ro mà chỉnh sâu á thì nó cũng sẽ có hỗ trợ quanh 15 chỉnh sâu cũng không sâu có điều là form nó vẫn là form yếu đa kỳ vọng ngắn là hồi thôi chứ còn không có ưu tiên quá nhiều đó là các cái mã cổ phiếu chứng khoán lớn tiếp theo đến các mã cổ phiếu chứng khoán nhỏ thì có con CTS em có bổ sung cho mọi người trước đó rồi đạn vừa rồi thì em chỉ cho khách hàng em mua mỗi con HCM uh, thôi chứng khoán em mua mỗi HCM thôi nhưng mà cái phiên thị trường rung lắc ở ngày uh, 4 tháng 9 á, cái phiên ngày 4 tháng 9 lúc mà thị trường mình mở gap down á thì ngày hôm đó em có cho khách hàng của em nếu ai thích chứng khoán thì mua thêm một mã là con CTS ở vùng giá là quanh 38 x Đây, sáng mà nó mở gap down nó giảm nè. Đó, rồi em nói nè, chú ý volume, gặp cảm giác là bình thường, chỉ cần không giai đoạn thanh khoản lớn là được. Rồi thêm một mã chứng khoán là C-Test mua mới quanh 38 x Thì con CTS lý do em chọn á, là do vùng này nó tích lũy và đi kèm với yếu tố thanh khoản thấp. Đây, thanh khoản nó rất là thấp, nên đó là lý do em ưu tiên Nó sẽ thuộc dạng nào anh chị Ôn bà một tí đi Thực ra em muốn làm video để cho mọi người có góc nhìn Và có cái sự chủ động trong việc lựa chọn cổ phiếu luôn Chứ không phải là chỉ nghe em phím ba chữ cái Nó là dạng này đúng không Giữ giá đi kèm với thanh quản thấp Đó Có lý do để mình chọn cổ phiếu hết Chứ không phải là mua linh tinh với vẫn đâu thì còn CDS nếu như mọi người thích chứng khoán nhỏ Thì đây vẫn có thể là một cái sự lựa chọn ưu tiên ở giai đoạn này à, Rồi FTS FTS thì em chưa chọn là do thanh quản nó còn hơi cao nha thanh khoản nó còn hơi cao thì nếu như mà ở vùng giá trên 43 mà cổ phiếu bắt đầu hai ba phiên tới volume nó giảm dần thì mình có thể cân nhắc được trong các cổ phiếu chứng khoán nhỏ thì bên cạnh CTS thì còn STS cũng là một cái cổ phiếu ổn cái điều thanh khoản nó hơi cao mình chưa chọn thôi còn trong trường hợp mà nó vẫn không kỳ thanh khoản lại được thì mọi người có thể chờ cho em một nhịp đã bắt test lại quan tầm giá 41.x ha VDS thì chưa ok lắm mà dù ngày hôm nay có rút chân đấy nhưng mà thanh khoản nó vẫn còn hơi cao cho một cái nhịp điều chỉnh một cái nhịp điều chỉnh rung lắc thì với vận động này kỳ vọng ngắn mà tích cực cho con VDS đó. tích cực đó nha là nó sẽ quay về nó test lại cái vùng giá quanh 22 một lần nữa đây nó sẽ quay về nó test lại vùng giá quanh 22 một lần nữa nên ai có hàng này theo dõi thôi còn mua mới thì em chưa ưu tiên lắm à, hỗ trợ ngắn của nó sẽ là vùng giá quanh 20 nha nay nó về cận cận 20 nó bật này cái đường màu xanh em vẽ ra đấy về qua đây thì nó có bật bật theo thị trường nữa BVS bivet cũng được cũng được được con này cái điều là cái độ đầu cơ nó hơi cao và dao động giá của nó hơi lỏng nên mình chưa cân nhắc thôi có hàng thì vẫn giữ được có thể nâng cho em cái stop loss con này ở vùng giá 37.5 con này thì sàn hát đấy nên mọi người phải chấp nhận cái biên độ của nó sẽ lớn hơn một tí rồi đấy là về dòng cổ phiếu chứng khoán ha một số cái mã tiêu biểu con viết thì vẫn chú ý cho em khi nào lắp gáp này thì chơi khi nào con viết nó lấp lại được cái gáp quanh tầm 12.3 đến tầm 12.7 thì chơi còn khi nào nó vẫn dưới gác thì không có bộ được tại form nó vẫn là form yếu nếu như nó lấp được cái gác này thì sẽ có kỳ vọng về tầm 13 ít đến tầm 14 trên đây còn không lấp lại gác này thì khó Cùng lắm mà đi ngang thôi khả năng chỉnh sâu cũng khó con này thì khả năng nó sẽ không để giảm dưới 10 đâu tại vì nó vừa phát hành người mua mà khó giảm dưới 10 nhưng mà để lên mạnh nếu như không lấp lại được gác này khó lắm khi nào lấp lại được gác này thì mọi người cân nhắc nó cũng không bao nhiêu cả cách khoảng tầm 5% nhưng mà lấp được gap này thì nó sẽ có dư địa lên 14 lúc đó đánh sẽ nó thoáng hơn còn vùng này cái chạm cản nó tán xuống chạm cản nó tán xuống thì cũng không có dư địa gì quá nhiều hết MBS thì em nói là form chỉnh chéo à, vùng 27 là vùng tiềm năng nhưng yếu tố thứ hai là yếu tố volume nó lại không quá đạt cái ngày hôm nay em thấy có một anh cũng hỏi em là mua con MBS À, thì chú ý cho em ngày 9 tháng 9 tức là thứ hai tuần này là cái ngày cuối cùng để MBS nó thực hiện quyền mua Chưa nó có chia cổ tức và phát hành quyền mua đấy Nên nhiều khả năng nó sẽ nỗ lực giữ giá để nó cho nhà tôi thực hiện quyền mua Với volume hiện tại nó cũng không đạt để mình mua đâu anh chị Kỳ vọng của em là giảm về quanh 27 và đi kèm với thanh khoản là giảm xuống Thanh khoản nó phải giảm xuống thì nó mới ok, nó dễ bật Còn thanh khoản ngày hôm nay của con MBS vẫn to nha và đóng nến thì cũng không quá đẹp nên tạm thời thì chưa có vội được, mình có thể chờ giai đoạn sau khi mà nó thực hiện quyền mua xong xem nó có giữ giá hay không hay nó sẽ cần tiếp tục lấn xuống về lại tầm giá quanh 26 nói chung cái ngưỡng quanh 27 là cái ngưỡng tiềm năng để con MBS nó bật cái thanh khoản nó hơi cao nên mình chờ thôi còn thực ra so với một nhịp hồi phục khoảng tầm 20 phần trăm thì một cái nhịp điều chỉnh đâu đó là khoảng tầm 7 phần trăm thì nó đã đạt đủ biên để mình đánh rồi điều thanh khoản nó chưa đạt thôi thì mình có thể chờ thêm tín hiệu sang tuần đối với dòng ngân hàng thì mọi người vẫn ưu tiên cho em những cái form nào mà có nền giá nha những cái phong có nền giá và đang có vùng kiệt thanh khoản lại ví dụ con ACB nè đây là một cái cổ phiếu mà có cái nền giá cũng tốt một cái cổ phiếu mà giữ giá tốt và giai đoạn vừa rồi bên cạnh con MBB á, thì vùng này con ACB nó cũng đang tích lũy lại nè đang tích lũy lại và thanh khoản nó thấp hơn con à, con MB nó đẹp hơn con MB đoạn này ở chỗ là thanh khoản nó thấp hơn thì mình sẽ chờ gì mình chờ một cái phiên nổi lên thôi giống như lúc nãy mình có nói với nhau là dòng ngân hàng là cái dòng mình cũng có kỳ vọng là sẽ có khả năng dẫn sống và nếu như thị trường mình tích lũy quanh đây tích lũy quanh đây ổn thì đó chính là cái môi, môi trường cái bối cảnh để cho con ACB nó kiệt nó siết lại và nó sẽ nổ lên một nhịp nó sẽ giống như cái sóng trước vậy anh chị anh chị nhìn đi trước khi mà nó vào sóng á, thì nó sẽ cần những cái nhịp là gì là những cái nhịp kiệt thanh khoản những cái nhịp siết biên độ lại và sau đó nó nổ lên một phiên đó thì ngân hàng ví dụ như con ACB cũng có form này cũng có form này MBB B là do hai cái cây trước đó dao động bán khá là lớn nên trước mắt con MB nha. Em kỳ vọng nó sẽ như này, đầu tiên nó sẽ lấp lại gáp. Có thể sẽ còn rằng co và nhịp quanh đây trước khi nó nổ lên. Đó là trạng thái đẹp cho con MB. Nói chung form nó vẫn ok thôi. Nó vẫn là một cái cổ phiếu tạo được đáy sâu cao hơn đáy trước ổn. Giữ nền nè. Cái điều là đạn vừa rồi nó siết quanh tầm 24 năm 25 rồi. Nếu nó nổ luôn thì đẹp. Nếu nó nổ luôn ở giai đoạn này thì đẹp còn nó lại bị dao động bán hai phiên với thanh khoản không phải quá đột biến nhưng mà cũng ở ngưỡng cao hơn trung bình thì nó sẽ cần thời gian tái tích lũy trở lại thôi chứ cũng không có gì quá xấu cả ha ổn mà CTG thì có hàng nắm nhưng mà mua sẽ hơi khó nha Tại vì vấn đề của CTG là cứ bắt về lại qua 34.5 rồi rút chân Cứ bắt về lại đó rút chân thì vô hình chung nó làm gì? Nó tại để mua giá thấp anh chị Nó tại để mua giá thấp nó sẽ cho nhà tới cái tâm lý là 34.5 là hỗ trợ mạnh Và kèm theo đó lý do mà em không không ưu tiên mua ở giá này là do thanh khoản nó cao quá thanh khoản nó vẫn hơi cao ở vùng tích lũy này mà thanh khoản nó kiệt lại thì ok hơn thì mình sẽ chấp nhận mua Nhưng mà thằng vùng này thanh khoản nó cao quá nên tạm thời nắm đi có thể nó sẽ về được tầm giá 36.537 đấy nên em vẫn nắm được vì nó cũng không có lý do gì xấu để mình bán cả anh chị con CTG nó không có lý do gì xấu để mình bán cả nó chỉ không có điểm mua thôi anh chị phân biệt giúp em là không có điểm mua với là cổ phiếu xấu để bán nha không phải em nó không có điểm mua là mọi người lao vào mọi người bán hàng là sai nó khỏe nó vẫn khỏe có điều là nó không có cái điểm mua đủ điều kiện không có điểm mua theo cái phương pháp của mình mình không tham gia thôi mọi người tham gia thị trường mọi người phải có cái phương pháp của riêng mình để mình biết được khi nào sẽ xử lý cổ phiếu khi nào sẽ mua cổ phiếu chứ còn cứ mua bán loạn xạ không có kế hoạch trước thì anh chị sẽ rất là dễ rơi một cái vòng xoáy là cứ mua cắt lỗ mua cắt lỗ cuối cùng là cục vốn luôn BIDV thì như em nói rồi điểm mua quanh 48 mươi là điểm mua ngày hôm nay cũng có tín hiệu bật đấy để trước mắt con BIDV nó sẽ bật nó test là cái vùng đỉnh quanh tầm mức giá 5 x 52 một lần đã. Test là đỉnh này đã. Cứ test là đỉnh rồi tính tiếp. Nếu như lực nó mạnh thì nó vượt đỉnh, còn nó không mạnh thì nó hoàn toàn có thể tạo form hai đỉnh được. À, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ kỳ vọng một cái nhịp nỗ lực quay về test đỉnh đã rồi tính tiếp ha. MSB, MSB thì do nó có bị nhiễu chưa cổ tức nên nó sẽ cần tích lũy lại thôi. Vùng này thanh khoản cũng được được. Nếu như mà sang tuần giữ giá và bắt đầu nó giảm vô dần giảm vô dần thực ra vẫn có thể thăm dò được cho trường hợp của con MSB đấy vi <laughs> băng nền này nền dài lắm nền này nè thực ra bây giờ nó vẫn đang đánh trong biên thôi biên dưới là quan tầm 17 biên trên là quan tầm 20 nó dao động trong biên khi nào mà nó thoát ra khỏi biên này thì nó mới có sóng mới còn hiện tại nó vẫn nằm trong biên thôi kỳ vọng mà gọi là đẹp cho con vi băng á là đầu tiên nó lớp lại được cái gap down mở ra ngày 4 tháng 9 nó hồi lắp được cái gáp đao và nó tạo một cái vùng kỳ thanh khoản quanh đây á thì nó sẽ có cái tín hiệu mà gọi là vào sóng hơn còn hiện tại thì nó vẫn đánh trong biên thôi thanh khoản nó còn cao quá nó còn đánh trong biên nên nếu mà người đánh thì mọi người canh trade trong biên thôi khi nào mà nó có vùng kiệt vô thì mình mới kỳ vọng cho một cái sóng sánh một cái nhịp nó mạnh mẽ hơn tác công băng à, công thì đang ở nhịp một nếu nó hôm trước em nói rồi nếu tác công băng nó có chỉnh về lại quanh tầm giá 22 mươi hai á hai 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 ra vẫn có canh đánh nhịp 2 được với kỳ vọng là nó sẽ test về lại quanh tầm giá 24 Được Còn kỳ vọng nhiều hơn thì chưa Tại vì con này nó bị dao động lỏng rồi Không có kỳ vọng sống được Nó có dao động bán lớn nè Không có kỳ vọng sống Kỳ vọng T cộng thôi Kỳ vọng lướt T cộng thôi ha Ờ uh, STB cũng được STB là form chỉnh chéo thanh quản thấp nè Con này nó cũng có nền thôi Nó cũng có cái nền giá nè Chị thấy không Một cái nền giá của nó thì trước mắt À, nếu mà nói về điểm mua thì mình có thể cân nhắc khi cổ phiếu nó về lại quanh dưới 29 thì mọi người vẫn có thể mua được, quanh tầm 29 á. Ngân hàng thực ra em thấy là điểm mua đều có, có điều mọi người có kiên nhẫn để đánh hay không thôi, còn ngân hàng mọi người đòi là mua xong ăn liền thì khó thì không nên tham gia. Còn thực ra vùng này mà mua mà cược lên á thì ngân hàng vẫn là một cái dòng đáng để mình kỳ vọng chứ không phải không đâu. À, rồi nhóm cổ phiếu bất động sản thì như em nói rồi, những cái con như DSG, BDR thì nó không chỉnh đủ biên của em nên không mua. Chứ còn em không chê nó xấu nha cái điều là nó không có đạt điểm kỳ vọng của em thôi có hàng thì vẫn giữ được có hàng những con này vẫn giữ được nhưng mà điểm mua thì chưa có co thì mọi người chú ý nếu như nó chỉnh về tầm 15 năm 15 tám thì mọi người vẫn có thể cân nhắc được với volume hiện tại à, còn như BDR cũng tạm thôi BDR nổ lên phiên này thất bại thì mọi người nhìn nhìn nó không giống hai đỉnh đấy nó cũng giống hai đỉnh đấy nha nên chú ý cho em có thể nâng cho em cái trạng lãi cổ phiếu này về vùng giá 21 được nếu mất 21 có thể nó sẽ cần test về lại quan tâm 19 x còn DSG vốn to quá vốn to quá nên không có lý do tham gia đạn này nó tích lũy thì nó phải kiệt vô anh chị còn tích lũy mà volume to thì đồng nghĩa với việc là lực bán nó vẫn mạnh thì nó cũng sẽ không có lý do để mình tham gia dg thì dao động bán lớn như em nói là dạng lên cơ cấu không ưu tiên ngắn hạn khi nào nó cân bằng lại thì mình cân nhắc sau hai cái mã cổ phiếu mà em vẫn ưu tiên trong dòng là hai con nào là hai con nam long và hai con kdh thì đây là hai cái cổ phiếu mà gọi là em có đánh giá cao ở nhịp này thứ nhất là nó chủ động nó về lại nền này Đấy nó chủ động nó về là nền Nó không phải là form down như là DG, DSG Mà là form giữ nền giá Nó khác nha Cái form giữ nền giá mới là cái form mình có thể kỳ vọng vào Một cái nhịp tạo sóng được anh chị Còn form mà gãy á, thì khó lắm Nó phải tích lũy lại Thì như trường hợp của Nam Long thì nhịp này Phiên ngày hôm 4 tháng 9 nổ lên Chưa chạy được, bị phủ nhận sau đó Nhưng mà thanh khoản nó thấp Nên nghĩa là nó vẫn để ổn thôi và vùng giá 40.x là vùng giá mình hoàn toàn có thể gom dần con Nam Long. Ca đá thì em nói nhiều rồi ha vùng này kịp vô thì dễ nổ lắm nó đang thiếu một cái nhịp nổ lên thành công thôi nổ lên thành công vượt ra khỏi nền này còn form nó là form đẹp nha form của con ca da là một cái form rất là đẹp hà đô thì ngày hôm nay có đà rồi ngày hôm qua là một phiên test cung đấy thực ra nếu mọi người nhìn á thì phiên ngày hôm qua con hà đô em, em không có đánh giá xấu đâu cái điều này bị bán atc thôi hôm qua nó nói đấy hà đô phiên ngày hôm qua là một phiên test cung thì sau một phiên test cung nếu có một cây nến bật lên gọi là confirm cho phiên test cung thì đó là dấu hiệu cho cổ phiếu có thể chạy. thì phiên ngày hôm nay là phiên tạo đà cho Hà đô. sang tuần nếu như vượt được mức giá 29 năm thì hoàn toàn có thể kỳ vọng cho cổ phiếu Hà đô về vùng giá 32 được. thì con này em vẫn cho mọi người mua đạm rồi nhớ. em này em nói mua quanh 285 vẫn ổn vẫn nắm được. À, sau một cây test cung là một cây confirm thì khả năng rất cao nó sẽ chạy được. kỳ vọng của em cho con Hà đô là quanh mức giá 32 nha. nên mọi người vẫn cứ tiếp tục nắm hàng cho em ổn. Còn xa hơn thì phải theo dõi cái phản ứng của nó qua 32 Tại vì vùng này là cái vùng mà trước đó các lực cung nó khá là nhiều à, Rồi, mình nói về nhóm thép một tí Nhóm thép thì hôm qua em có trao đổi với mọi người một cái vấn đề Là nhóm thép là dòng yếu Đầu tiên mình sẽ không thể nào phủ nhận một điều là nhóm thép đang là dòng yếu nha Vì các cổ phiếu thị trường về đỉnh rồi Mà nó vẫn ở dưới đáy thì làm sao mà khen nó mạnh được anh chị Thậm chí nó còn có dấu hiệu phá đáy trong phiên ngày hôm nay Nên mình không thể nào mình kêu nó mạnh được Nó là dòng yếu và nó có thể sẽ xuất hiện một cái nhịp rũ thủng đáy. Cái quan trọng á không phải là cổ phiếu nó thủng đáy mà là cái cách nó phản ứng sau khi nó đánh thủng đáy. Nếu như sau khi nó quét thủng đáy ví dụ giả sử Hòa Phát quét thủng 26 mà tầm đâu đó là dưới 4 phiên nó bật ngược lại thì đó có thể xem như là một cái nhịp rũ bỏ ép cung ra để cổ phiếu cân bằng. Cái rủi ro lớn khi nào? Khi nó thủng đáy rồi nó đi ngang nó tạo điểm mua giá rẻ đó là kịch bản gọi là xấu khi nó thủng đáy và nó đi ngang như vậy thì nó sẽ tạo điểm mua giá thấp thì khi đó nó sẽ tiếp tục gãy nó sẽ tiếp tục gãy tại vì cái kịch bản anh chị cứ nhớ cho em cái câu thần chú là tạo điểm mua giá rẻ là rủi ro xác suất tầm 70% nó sẽ rơi tiếp thì phiên ngày hôm nay trong phiên hòa phát thủng 25 sau đó kéo ngược lại thì nếu như sang tuần cổ, cổ phiếu hòa phát tiếp diễn cái đà hồi mà lấp lại được cái gáp mở ra vào phiên ngày 4 tháng 9 quanh đây thì có thể xem như là vùng này nó tạm cân bằng mình sẽ không có lo ngại rủi ro quá lớn về việc dòng thép thủng đáy nha nó chưa lên ngay được đâu thép chưa lên ngay được không lên nổi cung nhiều lắm đẹp là tích lũy lại đẹp rồi vậy là đẹp rồi không thể kỳ vọng lớn được em vẫn chia sẻ là thép đoạn này mọi người gom theo góc nhìn là thấy giá hợp lý bắt đầu chia ra gom dần còn đánh tê cộng bỏ thép Đánh tê cộng bỏ thép không có điểm để đánh T cộng Chia sẻ rất rõ ràng về cái quan điểm cá nhân Còn mọi người mua thép xong mọi người hỏi em T cộng sao nó không chạy thì em chịu thua nha Vì nó đâu có điểm để chạy Cung ở trên như thế làm sao mà nó chạy được đúng không Thì như cổ phiếu Hà Phát chuối ý cho em sang tuần mà chủ động lấp lại được cái gap này Thì nó sẽ tạm ổn Thực ra hôm nay nó cũng nhờ là khối ngoại ngừng bán này Con này đạt được khối ngoại bán rất là căng, bán rất là mạnh Đấy thì với vận động của Hà Phát chuối cho em Còn nếu như sang tuần nó lại tiếp tục quay về lại điểm mua dưới 25 á Thì chưa xong đâu, dòng thép sẽ còn ép xuống nữa Hà phát hồi cũng giúp cho nam kim hai sen hồi nhưng mà hai con này hôm nay nó hồi không tốt bằng nó cũng chưa thủng đáy nó không đâu có thủng đáy đâu kể cả hai sen hôm nay cũng chạm về quanh mười chín năm bậc này chú ý cho em cái gác thôi lớp lại gác sớm thì sẽ cân bằng sớm còn giữ giá lâu dưới gác thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn thì tạm thời hà phát là cái đầu tàu với dòng thép ấy nếu mà Hà phát ổn thì em nghĩ là các cổ phiếu thép nó cũng sẽ cân bằng được nhớ cho em điều kiện để thị trường mình có thể đi lên xa là không còn dòng lớn thủng đáy nếu như hà phát xin lỗi nếu như dòng thép thủng đáy thì thị trường mình nó cũng sẽ khó dòng bán lẻ cũng là một cái dòng mà em đánh giá cao giai đoạn này trước đó thì mình có mua con dua đúng không vẫn ổn trong bối cảnh thị trường rung lắc mà cổ phiếu nó gặp cản nó giữ giá được như thế này á, thì nó sẽ rất là dễ bung ở đạn sau nó sẽ rất là dễ bung mình có ai nữa mình có bé bé hôm nay cũng đẹp nè bé thì em nói rồi ở vùng nền này thì mọi người hoàn toàn có thể lấy vị thế được có điều là nó sẽ có cái rào cản ngắn hơn 30 nó phải vượt được 30 thì dòng tiền vào mới mạnh còn ở vùng nền này kiệt vô thì mọi người hoàn toàn có thể lấy vị thế đúng không anh chị hoàn toàn có thể lấy vị thế được mở lưu thì khó mua Hôm nay thì chạm về là cái vùng hỗ trợ Nói chung là cái cây nến mà mọi người cược cho con MLUG vào sóng là cái cây nến ngày 16 tháng 8 Chỉ cần không phủ nhận cây này thì nó vẫn ổn Nay chạm bật nè Thì với vận động này khả năng sẽ quay về test là quanh 70 một lần nữa Rồi khi đó mình mới biết là nó có rơi hay không Nếu test là 70 ổn thì nó sẽ tiếp diễn ra tăng được Hmm. Masan, Masan hôm nay bật này, Masan thì em vẽ sẵn mũi tên cho anh chị luôn thấy không? Masan này về sẵn mũi tên luôn, tại vì trước đó nó là có cái nỗ lực thất bại quanh 80 nhiều rồi, mình kỳ vọng nó sẽ chỉnh về tầm 74 x Nên em nói là ai đánh ngắn thì Masan nó chỉnh về tầm 74 x thì mình có thể can trading được. Với một kỳ vọng là nó sẽ quay về nó test lại quanh cái vùng đỉnh 79 một nhịp khoảng tầm 7%. Còn mà gọi là Masan mà nó muốn vào sống á nha, thì với vô này hơi khó đấy. Masan mà muốn vào sóng đó, thì nó sẽ có cái vùng kỳ thanh khoản lại. Nếu nó lấp được cái gác quanh tầm 76.5 thì nó sẽ quay về được tầm 79, thì kịch bản đẹp là gì? là nó sẽ tạo một cái vùng cân bằng tích lũy quanh đây thanh khoản kiệt lại thì nó mới có kỳ vọng lớn được còn không thì nó cứ đánh trong biên thôi nó cứ đánh trong cái biên tầm uh, 70 tầm 80 thôi còn mà muốn đi xa đi, đi cao hơn á, thì nó phải có cái vùng kiệt thanh khoản lại cho thấy là cung nó đã kiệt dần còn dao động thanh khoản lớn thì nó chỉ đánh biên thôi ha chị đây là dòng uh, cổ phiếu bán lẻ dòng đảng hôm nay mình có ai mình có dbm đạn. bật rất là tốt con dbm thì em nói rất là nhiều lần rồi rất là nhiều lần trong các video trước đó đây là một cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1 Nên khi nó chỉnh chéo về lại tầm mức giá 34 Thì đối với em đó là điểm mua Nhớ không? Video đã nói rồi Không phải hôm nay nó tăng mình mới nói Nhưng mà các video trước đây em đề cập là con DBM Nó là trong cái form này Cổ phiếu đang có xung lực mạnh ở nhịp tăng số 1 Chỉnh đủ biên 5-7% Với volume quanh dưới trung bình Sẽ canh đánh nhịp 2 Thì anh chị đã xem video biết thì hôm nay em thấy có một anh trong nhóm khách hàng nói là xem video của em và mua được con DBM Đơn giản vậy thôi mình vẫn chia sẻ rất là chi tiết những cái cách lựa chọn của phía trên video cho mọi người mọi người thấy không chỉnh chéo nè thanh khoản giảm nè đâu có lý do gì để mình bán đâu bật lại test đỉnh sau phiên ngày hôm nay khó mua rồi nha giống như con hs cái phiên này em nói là hs sau phiên ngày 4 tháng 9 thì tạm thời không mua ngắn hạn thì tương tự con dbm sau phiên ngày hôm nay tạm thời không mua ngắn hạn nữa mình sẽ xem cái phản ứng của cổ phiếu khi quay về 37 nếu như nó yếu thì mình chốt bớt à, rồi dcm dcm ngày hôm nay phủ nhận cái nến giảm ngày hôm qua một cặp nến cũng tương đối nhưng mà với cái vận động này DCM mà muốn vượt ngay thì cũng hơi khó nha Có thể nó sẽ quay về tầm 38 Tích lũy ngắn một nhịp Tích đường ngắn một nhịp bên đây Giữ giá không gia động lớn người thì đạn xong mới tăng được Nên có hàng thì vẫn giữ thôi Có hàng thì vẫn giữ ổn đối với cổ phiếu này à, Rồi Dòng đầu tư công thì nó cũng là cái dòng gãy nha nó cũng là cái dòng mà đau ấy nhìn trend thì biết mà và nó đang trong nhịp hồi phục ngắn thì ví dụ con LCG này thì nó có cản quanh tầm 11.7 từ giá này lên 11.7 thì còn biên để đánh thì nó sẽ rơi vào trường hợp đây đánh T cộng có thể cân nhắc được HV sát cản quá HV sát cản quá không ưu tiên có hàng thì giữ thôi uh, CI CI chỉnh vô thấp thì dạng này dễ bật nha quanh tầm 15 con này rất là dễ bật kỳ vọng ngắn của nó sẽ là quanh mức giá tầm 16.5 dòng dầu khí thì hôm nay có BVT bật lại nè BVT thì nó test trend nó vẫn đang bật và BVT thì cần phải vượt về trên 29 thì mạnh hơn nha có hàng thì giữ được nếu mà nó vượt về trên 29 thì nó sẽ ổn hơn Tại thời thì cũng chưa có gì quá tiêu cực để mình bán cả bán xong rồi mọi người cũng đâu có biết mua gì đâu mua linh tinh nữa BVD hôm nay có bật nhưng mà cũng chưa có đáng kể lắm về mặt xu hướng thì vì test đấy như thế này vẫn là hơi cao nha ngắn hạn sẽ có cản quan tâm 27.2 BVS thì hôm nay có cái sự uh, quyết liệt hơn mà căn bản con này thì mọi người chờ nó vượt trên 41 đi là mọi người vào Tại vì 41, 41.5 nó mới thể hiện được cái cầu giá cao của con BVS ha Rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường qua phiên ngày hôm nay Mọi người có thêm câu hỏi nào khác về cổ phiếu thì cứ comment bên dưới nha Em sẽ hỗ trợ cho anh chị à, Và trong thời gian tới thì chắc chắn sẽ xuất hiện khá là nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng như em đề cập rồi cái vùng thị trường cân bằng là cái vùng mà nhiều mã cổ phiếu tiềm năng nó sẽ xuất hiện à, nên mọi người có thể là sớm tham gia vào nhóm khách hàng của em để nhận được những cái điểm mua sớm nhất tại vì đó là cái sự ưu tiên riêng cho khách hàng còn tham gia vào cộng đồng để cập nhật giao lưu về thị trường cũng rất là ok chị tham gia vào thông qua cái đường link bên dưới nha chúc cả nhà có cuối tuần vui vẻ và một tuần mới do dịch thành công thuận lợi xin chào và hẹn lại anh chị ạ